Tao là Đức Mõm, một trong tứ hoàng TikToker Free Fire Việt Nam, chùm giang hồ. Mình là Sima, cũng là một trong tứ hoàng TikTok Free Fire Việt Nam, chùm tấu hài. Mình là NTN, một trong bốn ông hoàng TikTok Free Fire, chùm phá chen. Mình là Abu, ông trùm của tứ hoàng TikToker Free Fire Việt Nam và cũng là trùm cuối